Sau khi Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 79 thông qua một nghị quyết yêu cầu Israel trong vòng 12 tháng sẽ phải chấm dứt sự hiện diện bất hợp pháp tại các vùng lãnh thổ chiếm đóng của Palestine. Vào ngày hôm qua, thì Bộ Ngoại giao Israel đã ra tuyên bố phản đối nghị quyết này, trong khi Palestine và Hamas đều lên tiếng hoan nghênh. Trên mạng xã hội X, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Israel bày tỏ phản đối mạnh mẽ nghị quyết trên, cho rằng đây là một quyết định sai lệch, không phù hợp với thực tế và làm tổn hại đến các cơ hội hòa bình. Trong khi đó, Đại sứ Palestine tại Liên Hợp Quốc Riyad Mansour cho rằng cần áp lực của cộng đồng quốc tế tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và các phán quyết của Tòa án Công lý Quốc tế ICJ để buộc Israel phải thay đổi hành vi. Về phía lực lượng Hamas ở giải Gaza, phong trào này cho rằng nghị quyết đã phản ánh sự đoàn kết của cộng đồng quốc tế đối với người dân Palestine. Nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc được thông qua trong bối cảnh tiến trình đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn, trao trả con tin và rút quân của Israel khỏi Gaza vẫn tiếp tục bế tắc, bất chấp các nỗ lực trung gian của Mỹ, Ai Cập và Qatar. Trong khi đó, Israel vừa phê duyệt kế hoạch hành động cho mặt trận phía Bắc, sau khi liên tiếp xảy ra các vụ phát nổ máy nhắn tin và máy bộ đàm của các thành viên Hezbollah tại Liban, lực lượng thân với Hamas. Dư luận lo ngại, Israel có thể đang chuyển hướng chiến dịch quân sự ở Trung Đông và tình hình tại đây sẽ còn nóng hơn nữa trong những ngày tới. Trong động thái mới nhất, Canada đã bày tỏ quan ngại về xung đột leo thang, đồng thời áp đặt trừng phạt mới với Israel, Hamas và Iran.